Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 10 tháng 4 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Mến chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường thế giới, tổng hợp giá cà phê trong tuần này, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh diễn biến trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022 giảm đi 48 mỗi lê trên tấn, với mức giảm là 2,24%. Số mức giao dịch cuối tuần là 2.091 USD trên tấn. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, trong tuần này đã giảm đi 34 USD trên tấn, với mức giảm là 1,6%. Số mức giao dịch cuối tuần là 2.096 USD trên tấn. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, trong tuần này có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022 tăng 3,25 cent trên bao, với mức tăng là 1,42%, lên mức giao dịch cuối tuần là 231,65 cent trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê trong tuần tăng 3,1 cent trên bao, với mức tăng là 1,36%, lên mức giao dịch là 231,55 cent trên bao. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trong phiên cuối tuần phục hồi trên cả hai sàn kỳ hạn do đầu cơ quay lại tăng mua sau khi đã mạnh tay thanh lý vị thế dòng trước đó bởi áp lực đáo hạn hợp đồng quyền chọn. Sự tăng mua lúc này như một biện pháp để các quỹ hàng hóa phòng ngừa lạm phát, trong khi đó lo ngại nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn tiếp tục đẩy giá cà phê lên cao hơn. Theo báo cáo thương mại 2 tháng của tổ chức cà phê quốc tế ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại 2021-2022 đã giảm đi 0,8% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ của niên vụ trước chỉ đạt 53,2 triệu bao. Đồng thời, ICO cũng báo cáo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 đạt tổng cộng 167,2 triệu bao, giảm đi 2,1% so với niên vụ trước đó, chủ yếu là do sản lượng cà phê Arabica của Brazil theo chu kỳ 2 năm một cho sản lượng thấp. Thưa các bạn, thị trường cà phê trong nước ngày cuối tuần quay đầu tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp trong tuần. Theo ghi nhận sáng nay, giá cà phê trong nước khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ duy trì ổn định ở mức thu mua từ 40.800 tới 41.800 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức 40.800 đồng một kg. Tại khu vực huyện Di Linh, mức giá là 40.700 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay ghi nhận ở mức 41.600 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 41.500 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 41.400 đồng một kg. Tại khu vực huyện Chư Prong, giá cà phê là 41.300 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức 41.500 đồng một kg và ở khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 41.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức là 41.400 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 41.600 đồng một kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 41.800 đồng một kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 41.900 đồng một kg. Thưa các bạn, theo ghi nhận sáng nay, giá công ty thu mua quanh mức là 41.700 đồng một kg. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay ngày 10 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.